Đối với bộ kích sóng Wi-Fi, sau khi các bạn cấp điện cho thiết bị thì việc đầu tiên các bạn cần làm là reset thiết bị trở về trạng thái xuất xưởng bằng cách ấn và giữ nút reset, đợi trong khoảng 10 giây. Khi tất cả các đèn tín hiệu ở trên thiết bị sáng đồng loạt là các bạn đã reset thành công. Bước tiếp theo các bạn sẽ làm theo hướng dẫn như sau. Đầu tiên các bác hãy vào phần cài đặt, sau đó chọn vào cái Wi-Fi tên là Tenda. Và mình sẽ nhập username và password là admin. Password mình cũng nhập là admin. Sau đó phần Wi-Fi name thì các bác nên đổi giúp em là Wi-Fi tầng 1, Wi-Fi tầng 2 hoặc là cái gì đó để các bác dễ nhận biết. Thì ở đây em đặt là Mitsui Smart Home. Và mật khẩu này là do em tự đặt. Mật khẩu này em sẽ đặt là 4 số 6 và 4 số 8. Cái này, cái mật khẩu Wi-Fi này các bác đặt theo ý thích của mình nhé. Đặt xong thì các bác ấn OK. Máy báo đã thành công, đã lưu thành công. Thì sau cái bước này, việc tiếp theo các bác cần quay trở lại phần cài đặt, trong đó chọn phần cài đặt Wi-Fi. Thì các bác tìm giúp em cái Wi-Fi có cái tên là Mitsui Smart Home. Đó, chính là cái tên mà các bác vừa đặt đấy. Sau đó mình sẽ nhập mật khẩu là 4 số 6 và 4 số 8. Là cái mật khẩu này do em đặt từ trước đó. Và đợi một lúc thì máy đã bắt được Wi-Fi tên là Mitsui Smart Home rồi. Thì các bác vào phần trình duyệt Internet và nhập cái địa chỉ IP của nó là 192.168.0.1. Và ở bước này các bác chọn vào phần menu bên phải trên cùng có 3 cái gạch đấy. Các bác chọn vào phần Wireless Setting và chọn xuống tích vào cái ô WISP. Đợi một lúc thì nó sẽ máy nó sẽ hiển thị tất cả các cái sóng Wi-Fi quanh khu vực. Thì tiếp theo các việc tiếp theo các bác cần làm là chọn cái Wi-Fi có sóng khỏe nhất. Ở đây em thấy cái sóng Wi-Fi Quân Hương đấy, có cái tần số sóng khỏe nhất thì em chọn và em kích cái sóng này lên. Em nhập mật khẩu là nhập mật khẩu Wi-Fi của cái Quân Hương đấy và sau đó là em bấm connect. Em đợi khoảng một lúc hệ thống nó sẽ load, và khi nó load được đến 100% thì máy nó sẽ báo là đã kết nối. Thì tiếp theo là cái lúc đấy thì chúng ta chỉ cần kiểm tra lại là mình đã truy cập bằng cái tên Wi-Fi mà trước đó mình đã tạo hay chưa. Ở đây là máy đã báo là đã kết nối đó. Thì như vậy là OK, là được rồi. Bây giờ em sẽ tiến hành thoát ra ngoài và thử trình duyệt xem tốc độ Internet như thế nào và có kết nối thành công không nha. Đây là bước tiếp theo, em vào YouTube. Đó, đó, em vào tích thử một cái. Đó, đó, đến bước này thì đã là thành công rồi. Chúc các bác thao tác thành công nha. Em cảm ơn. Hãy like và đăng ký kênh nếu thấy bổ ích ạ.